Thân mến chào các em. Tuần trước thầy và các em đã đến chương 2 biến ngẫu nhiên, và ở cái phần là biến ngẫu nhiên liên tục. Thầy nhắc lại là ở những chương này các kiến thức toán liên quan đến chương này rất nhiều. Ví dụ như là hàm một biến, hàm nhiều biến, đại số tuyến tính. Những cái phần này là tất tần tật các em học ở năm thứ nhất của tất cả những cái đại học, đại học Bách Khoa hay là đại học Kinh tế, là những cái đại học công nghiệp, đại học về kỹ thuật cũng như là đại học về kinh tế nha. Một điều thầy nhắc với các em là phần mềm để minh họa cái phần mà mình đang học đây. Nó có rất nhiều phần mềm nhưng mà thầy chỉ chú trọng cái phần Excel. Để chi vậy? Để mấy em khỏi phải cài đặt những phần mềm mà các em khi cài đặt thì lại phải đụng đến bản quyền. Và không phải là phần mềm sớm một chiều mấy em tiếp thu được ngay. Cái phần Excel là cái phần mà hầu như là một cái phần mềm WordSheet mà các em đã quen. Nó rất là đa dụng trong nhiều lĩnh vực. Thì thầy muốn dùng ngay cái phần mềm này đủ rồi. Đối với thầy đủ Excel có thể đủ minh họa tính toán, minh họa tính toán những cái kiến thức bắt đầu từ giờ trở đi. Thì tuần trước thầy minh họa tính toán cái hàm phân phối đó và vẽ lên dùng Excel nha. Thì hôm nay ta cũng sẽ đụng đến những cái kiến thức về tính toán như vậy. Để khỏi mất màn hình, mời các em và các em mà nhìn lên màn hình nhé. Hôm trước ta đang định nghĩa đến biến ngẫu nhiên liên tục. Người ta đã biết biến ngẫu nhiên liên tục thì thay cái xác suất bằng hàm mật độ xác suất rồi. Những cái này ta đã biết rồi, mật độ xác suất là lớn hơn bằng không và cộng tất tần tật giá trị xác suất bằng 1, có nghĩa là lấy tích phân từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng bằng 1. Đây nó mang ý nghĩa của tích phân suy rộng, nhưng cũng mấy em cũng chẳng sợ gì. Chúng ta không có đụng nhiều đến cái tích phân suy rộng nào là phải lấy giới hạn khi x tiến đến cộng vô cùng hay là trừ vô cùng. Ở đây ta chỉ dùng những cái ký hiệu, mặc dù đó chính là cái tích phân suy rộng đấy, phải không? Người ta sẽ không đụng đến những cái vấn đề là giới hạn như là ở trong cái toán cao cấp tích phân suy rộng ta học. Không sợ, các em không sợ. Ta tiếp tục nhé. Giờ ta sang cái hàm phân phối. Hàm phân phối rời rạc ta đã biết rồi, là cái xanh là cây đây. Sang đến hàm phân phối của liên tục thì ta có cái biểu tượng này. Thay dấu sigma, nhắc lại, bằng dấu tích phân cộng tất tần tật giá trị trước nó là x, có nghĩa là lấy tích phân bên này từ trừ vô cùng cho đến x. Đấy. Nhá. Xác suất tất cả những giá trị trước nó đấy, và xác suất để mà x rơi trong cái khoảng alpha và beta thì chính là tích phân đi từ alpha đến beta của cái hàm fx dx. Đây chính là hàm mật độ đấy nhá. Và thay, nhớ là đây thay cái giá trị tích phân bằng hàm mật độ xác suất rồi. Và công thức này chính là cái công thức Newton-Leibniz. Nó sẽ là bằng F lớn của beta trừ F lớn của alpha. Ở đây F ở đây chính là hàm mật độ, nhưng cũng chính là gì các em? Là nguyên hàm của cái hàm F nhỏ. Và F nhỏ này chính là gì? F lớn là nguyên hàm thì F nhỏ là chính là đạo hàm của F lớn x. F nhỏ là đạo hàm của F lớn x, đúng không? Công thức Newton-Leibniz, công thức này ta đã quen từ lớp 12 rồi, phải không? Đấy. Và như vậy đối với biến ngẫu nhiên liên tục thì nhắc lại là các em phải thay cái dấu sigma bằng dấu tích phân, và tất cả những cái tính chất về tích phân học ở năm thứ nhất hàm một biến nhé thì có thể ứng dụng vào đây được. Như vậy theo cái định nghĩa như vậy nè, theo cái định nghĩa xanh xanh ở đây thì chính F này chính là nguyên hàm của F nhỏ, thì F nhỏ chính là đạo hàm của F lớn nhé. Từ cái định nghĩa ta suy ra và cuối cùng
ta kết luận như vậy f lớn hàm phân phối chính là nguyên hàm của hàm f nhỏ, chính là mật độ xác suất. Ngược lại, hàm mật độ xác suất chính là đạo hàm của f lớn x, chính là đạo hàm của hàm phân phối. Đó. Ta tiếp nào. Như vậy, đây câu thầy vừa nói xong thì có thể diễn tả bằng biểu thức như vậy: đạo hàm của hàm f lớn, đây đạo hàm theo x, theo biến x, đạo hàm theo biến x thì nó chính là bằng f nhỏ x. Đạo hàm theo biến x nhé, ở đây hàm một biến, ta chưa cần phải phân biệt lấy đạo hàm theo biến nào, ở đây có một biến thôi thì lấy đạo hàm theo biến x thì ra là f nhỏ x. Ví dụ nè, bắt đầu đụng đến các kiến thức như thầy đã nói, bắt đầu là đụng đến các kiến thức về tích phân đạo hàm nhá. Các em phải cố gắng ôn lại để học cái phần này nhá. Chúng ta tiếp tục nào. Bây giờ cho hàm mật độ xác suất. Như vậy là ở trên này ta đã biết liên hệ giữa f lớn là hàm phân phối và f nhỏ là hàm mật độ. F lớn là nguyên hàm của f nhỏ. F nhỏ thì lại là đạo hàm của F lớn. Như vậy là cho cái này thì ta tính được cái kia, đúng không nào? Phải không? Cho F lớn thì ta tính được F nhỏ bằng cách ta dùng cái gì? Ta lấy đạo hàm của F lớn thì sẽ ra là F nhỏ. Còn nếu cho F nhỏ, ta lấy nguyên hàm lên, tích phân lên thì lại là ra hàm F lớn. Tiếp tục nhé. Đây, cho cái hàm như vậy. Cái hàm của ta bắt đầu phức tạp, nó nhiều nhánh. Một cái hàm không có giống như là ở lớp dưới các em học, phải không? Hàm ở đây hàm nó nhiều nhánh. Đây, hàm mật độ xác suất là hàm f nhỏ x. Đó là cái biểu thức, nó gồm 4 biểu thức. Trong từng đoạn, nhỏ hơn 0 thì bằng 0, nhỏ hơn 0, lớn hơn. Trong cái đoạn 0 cho đến 1/2 thì là 4x nhá. Trong cái đoạn 1/2 cho đến 1 thì là 4 - 4x. Này ta phải biết vẽ cái đồ thị của nó. Và x mà lớn hơn 1 thì bằng 0. Như vậy đi giờ bài toán hỏi cái gì nào? Giờ ta chứng minh là cái f nhỏ x này nè là hàm mật độ. Thực chất là trên này thì nó gọi là cho, mà dưới này thì phải kiểm chứng nó một tí, phải không? Kiểm chứng nó là hàm mật độ. Và câu B là tìm hàm phân phối xác suất. Đấy, có nghĩa là cho f nhỏ ta tìm f lớn là các em, phải không? Và sau đó thì ta tính cái này, tính xác suất. Nhớ lại cái bài toán trong biến ngẫu nhiên liên rời rạc thì ta cũng cho một cái bảng phân phối xác suất để tính, và ta tính cái giá trị xác suất thì ta đếm ô, nhớ không? Ta đếm ô, ta đếm từng giá trị ta cộng lại. Còn ở đây tính thì ta không đếm ô được mà ta dùng ngay cái công thức Newton-Leibniz để thầy ra những cái bài toán này và để nó phản ánh lại với bên biến ngẫu nhiên rời rạc. Thì bên biến ngẫu nhiên liên tục cái cấu trúc bài thì cho cũng giống nhau để các em so sánh, có dịp so sánh nhá, có dịp so sánh. Đấy. Công thức hai bên tương tự giống nhau, không gì khác nhau cả, một cái là rời rạc, cái liên tục nhá. Nhưng mà tính toán ở phần liên tục thì phức tạp hơn nhiều, tại vì nó đụng đến vấn đề là tích phân, vấn đề là đạo hàm. Đấy. Mà mấy kiến thức này mấy em phải tự ôn rồi. Bây giờ nó cho như vậy và nó bắt mình là phải kiểm chứng đây là hàm mật độ. Mà hàm mật độ ta kiểm chứng bằng cách nào các em? Thế nào là hàm mật độ nào? Thứ nhất là phải dương. Cái thứ hai là gì? Cộng tất cả các xác suất phải bằng 1. Mà hàm mật độ cộng tất cả xác suất chẳng qua là lấy tích phân, đúng không? Lấy tích phân trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng phải bằng 1. Nhưng mà rõ ràng ở đây ta chỉ lấy từ những cái điểm mà nó khác không thôi. Ví dụ bắt đầu từ x bằng 0 cho đến x bằng 1 là cùng. Cho nên trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng cũng chỉ thu về là từ 0 cho đến 1 thôi, đúng không? Bây giờ ta tính câu thứ nhất thì có thể mấy em sẽ tự kiểm chứng về nhà lấy tích phân. Lấy tích phân từ 0 cho đến 1 của cái hàm f nhỏ này luôn luôn phải bằng 1. Có nghĩa là ta phải kiểm chứng cái gì? Ta kiểm chứng cái này. Và kiểm chứng cái này thì thầy chỉ cho mấy em rất là dễ, chẳng có gì khó cả. Đây chẳng qua là
tính diện tích thôi, tích phân xác định là tính diện tích của cái hàm hàm người ta cho, đó là hàm mật độ đây. Hàm mật độ ta cho rồi, ta vẽ lên, ta vẽ lên hai cái nhánh như sau, đúng không? Đây là nhánh này bằng không rồi, nhỏ hơn bằng không là bằng không, còn nhỏ hơn 1/2 cho đến không đó thì hàm của nó là 4x. Nhánh này là cái đường đường thẳng 4x, phải không? Và từ 1/2 cho đến 1 thì đây là 4 chữ 4x, nó đi xuống. Cái hàm này giống như cái hàm hình hình tam giác, hình chóp phẳng, phải không? Đây, hình cái nón ha, hình nón. Và đây chiều cao của nó là gì các em nào? Chiều cao là 2 nè, cao từ đây đến 2, đáy của nó là mấy? 1. Diện tích không người ta đã biết, đáy nhân cao chia đôi, 1 nhân 2 chia đôi là 1. Mà như vậy cái biểu thức vàng này là hiển nhiên. Còn nếu mà mấy em lấy tích phân thì cứ việc lấy, phải không? Còn thực chất nó là lấy tích phân, chẳng qua là tính diện tích. Đứa nào mà khá về hình học thì nhìn nhìn cái dáng điệu của biểu thức đại số ra dáng điệu của biểu thức hình học thì rất là đơn giản thôi. Còn nếu mà ta kiểm chứng cái vàng này nè, cái biểu thức vàng này nè, thì các em phải ngồi lấy tích phân mấy cái này, lấy tích phân từ 0 cho đến 1/2 của 4x cộng lấy tích phân của 4 trừ 4x trong cái khoảng từ 1/2 cho đến 1 cộng lại bằng 1, chắc chắn đó. Vì sao? Vì đó nó gọi là tính diện tích rồi, phải không? Thì các em nào mà liên tưởng được từ cái biểu thức đại số sang biểu thức về hình học thì luôn luôn biến cái bài toán phức tạp về bài toán thật là đơn giản. Rồi ta tiếp tục nhé. Như vậy là cái phần này mấy em tự phải kiểm tra nè. Còn cái phần mà kiểm tra trên đồ thị thì hoàn toàn quá đơn giản nè. Thầy đã kiểm tra biểu thức vàng bằng hình học. Rồi, các em về kiểm tra trên biểu thức đại số, biểu thức tích phân cụ thể nhé. Như vậy là câu 1 các em phải tự làm, vẽ cái hình như trên bảng thầy đã vẽ. Và ta tiếp tục. Bây giờ ta sang câu B là tìm hàm phân phối xác suất. Hàm phân phối xác suất là cộng dồn, cũng cộng dồn như là biến liên tục, như là biến rời rạc. Ta sang liên tục ta cũng cộng dồn, nhưng mà cộng dồn trong biến liên tục thì nghĩa là ta lấy tích phân. Đây, vậy là để cộng dồn thì ta phải lấy thôi, ta phải lấy tích phân, ta phải lấy tích phân đi từ trừ vô cực cho đến không thì nó không, giá trị của nó là bằng zero thì cuối cùng là bằng zero, phải không? Còn x mà rơi trong khoảng 0 đến 1/2, nhớ là liên tục thì ta không có chú ý gì đến cận bằng hay là nhỏ hơn hoặc bằng hoặc lớn hơn, hoặc lớn hơn bằng thì không quan trọng, đúng không? Và đây sang cái này thì ta lấy từ 0 cho đến x, nhớ nha, cái biểu thức của ta f lớn x là gì? F lớn x là bằng tích phân từ trừ vô cùng cho đến x của ft dt. Rồi, ở đây là ft dt là trong khoảng này nó bằng 4t. Đây, ta lấy cái này ra, lấy tích phân thế cận vào thì bằng 2x bình. Đây, tương tự như ở đây, từ khoảng 1/2 cho đến 1 thì ta lấy tích phân, ta phải chia đôi ra, tại vì trong cái khoảng này là ta phải chia đôi từ 0 cho đến 1/2 và từ 1/2 cho đến x nhá. Tại vì ta lấy, nhớ là tích phân đi từ trừ vô cùng cho đến x thì nó vét luôn từ 0 đến 1/2, 1/2 cho đến x. Và từ 0 lên đến 1/2 ta lại có cái hàm khác, hàm 4t. Còn sang từ 1/2 trở đi cho đến 1 thì nó là 4 trừ 4t. Đấy, ta thế cận vào thì ta ra, ta ra nó sẽ là 4x trừ 2x bình trừ 1. Còn ở đây là tính tính tất tần tật, có nghĩa là tính cái diện tích đó, đó, diện tích của cái đồ thị tam giác này. Tam giác cái này thì nó phải bằng 1 thôi, tức là vét từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng của cái fx để ft dt thì nó phải bằng 1 thôi, thấy không? Nhưng thì em nào mà giỏi về hình học thì thực ra tìm những biểu thức này lại đơn giản, có những cách tìm rất là đơn giản, người ta không phải dùng những cái biểu thức phức tạp của đại số. Này các em tính hình học thôi mà. Đây thầy lật lại nè. Tính hình học nè.
nhớ cái hình nhá, đây cái hình này, các em cứ cho điểm rơi cũng như là bên rời rạc đó các em, cho x rơi vào đây, x rơi vào đây chẳng qua là ta tính cái diện tích này, đó, x mà nó rơi rơi ở đây, x mà nó rơi ở đây thì ta phải tính cái hình tứ giác này, hình tứ giác thì là bằng cái diện tích lớn của tam giác trừ cho cái diện tích con của tam giác này theo cái mảnh độ x thì ra ngay, đúng không? Và như vậy các em sẽ, ai mà khá về hình học thì nhìn cái biểu thức này ta biết ra ngay, ta không cần phải tính cái biểu thức đại số rườm rà như ở trên bàn, như trên màn hình nha. Đấy, như vậy là cho cái hàm f nhỏ ta tính cái hàm f lớn, chẳng qua là ta lấy nguyên hàm ta, xong ta thế cận vào từng cái đoạn mà hàm f nhỏ người ta cho. Và như vậy thì các em đã rành rồi nhá. Bây giờ ta tính xác suất x rơi từ khoảng 1/4 cho đến 3/5. Thì với liên tục thì ta dùng cái hàm f, f lớn ta thế cận vào ta tính ra ngay nhá. Còn đối với rời rạc ta phải đếm ô, như thầy đã nói phải đếm ô trên cái bảng phân phối xác suất để ta tính cho nó đúng nha. Thì cái này ta thế vào đây thôi, f 3/5, 3/5 thì nó lớn hơn 1/2 rồi, lớn hơn 1/2 thì ta dùng cái hàm này, ta dùng cái 4x trừ 2x bình trừ 1, thế x bằng 3/5 vào thì nó sẽ ra là 17/25. Và thế và 3/5 thì nó lớn hơn 1/2 thì đúng rồi, ta dùng cái hàm này. 1/4 nó nhỏ hơn 1/2 thì ta dùng cái hàm này, ta dùng 2x bình, ta thế 1/4 vào thì ra 17/25, xin lỗi nhá. Còn thế x bằng 3/5 vào cái hàm 4x trừ 2x bình trừ 1 thì nó sẽ ra là 1/8, và hai cái này ta trừ cho nhau thì ta sẽ ra được là đáp số là 111 trên 200 nhá. Riêng thầy nói lại, riêng với liên tục thì ta cứ thế cái hàm f lớn hai giá trị cận của nó vào ta trừ là xong, còn với rời rạc thì ta đếm đếm ô rồi. Ta tiếp tục nhé, sang ví dụ thứ hai phức tạp hơn rồi. Cái biểu thức của ta hàm mật độ lại một lần nữa là để cho trước hàm mật độ, nhưng mà lại phải bắt ta chứng kiểm chứng đây nè, kiểm chứng đây là mật độ, nhưng mà ở đây là cái nhánh này nó phức tạp hơn, là nó một nhánh, hai nhánh, ba nhánh, bốn nhánh mà năm nhánh, nó có năm nhánh hàm trong những cái đoạn khác nhau thì nhánh hàm khác nhau, nhánh hàm khác nhau, mà nhánh hàm này phức tạp. Để chứng minh đây là mật độ, các em phải ghi lại một chút nhé, ghi lại cho chính xác một chút, tại vì cái hàm này nó hơi dài dòng, nó hơi phức tạp này, nó tới năm nhánh nhé. Em ghi lại một tí đi, ghi lại một tí về cái hàm này. Trong khoảng từ 0 cho đến 1/2 thì là x, là cái đường thẳng. Trong khoảng từ 1/2 cho đến 3/2 thì lại là hằng số, đường nó là đường ngang nhé, đường ngang. Trong khoảng từ 3/2 cho đến 2 thì lại là 2 chữ x, hàm đi xuống. Cái nhánh này thì đi lên, nhánh này là đi xuống. Và độ dốc của nó là 45 độ luôn, cả hai đều là 45 độ. Và từ 2 cho đến vô cùng thì bằng 0. Từ 2 đến vô cùng thì bằng 0 nhá. Đấy các em. Thầy không muốn vẽ hình cái hàm này, mà tự các em về các em vẽ hình và các em kiểm chứng đây là hàm mật độ xác suất. Có nghĩa là tính cái diện tích hàm đó, tính cái diện tích của cái đồ thị đó phải bằng 1, đúng không các em? Và như vậy với bài này thì muốn các em kiểm chứng tất cả những cái thầy display ở trên bảng như sau. Cái thứ nhất là tính diện tích của cái đồ thị này phải bằng 1, có nghĩa là các em phải lấy 3 lần cái tích phân này nè, hai cái đầu thì bằng 0 nói rồi, ba cái nhánh này nè, ba cái nhánh 2, 3 và 4 này, cộng ba cái nhánh tích phân này lại nó phải bằng 1 nhá. Hoặc là tính diện tích của đồ thị bằng nhá. Hình học.
Bây giờ câu B, tạm hơn, tìm hàm phân phối xác suất và tính cái giá trị xác suất này 5 phần 4 cho đến 7 phần 4 nha. Bây giờ ta thấy là cái display lại cái hàm mật độ xác suất của nó đây. Thì cái này mấy em phải tự tính. Như vậy là ta tính hàm F lớn X là bằng cách ta lấy tích phân. Tích phân 5 nhánh này lên. Tích phân 5 nhánh lên F lớn X, nhớ nhá, bằng công thức xanh ở trên bảng đây, trừ vô cùng cho đến x, vét tất tần tật tất cả các giá trị của hàm mật độ từ trừ vô cùng cho đến x. Nhớ cái biểu thức này là cái biểu thức mà là định nghĩa luôn. Ta phải nhớ cái hàm mật độ xác suất là chẳng qua là tích lũy những cái giá trị về hàm mật độ cái kia, rồi rạc thì là cộng tất cả những cái giá trị xác suất. Còn ở đây ta lấy tích phân. Tiếp tục thì mấy cái cách lấy tích phân này mấy em phải về tự kiểm chứng nhé. Cái bảng xanh xanh cuối cùng đây nè, lấy tích phân đi từ trừ vô cùng cho đến không là chắc chắn bằng không rồi, của cái hàm không. Rồi đi từ không cho đến 1 phần 2 thì cái hàm fx, tức là cái hàm t, ta sẽ lấy tích phân đi từ trừ vô cùng cho đến x, cũng trừ vô cùng cho đến x của cái biến t dt, biến t dt. Mà nhớ là đây là trừ vô cùng, ở đây thầy ghi vậy thôi nhưng mà bắt đầu là trừ vô cùng mình sẽ thay bằng bằng không rồi, tại vì ngoài dưới không ra nó bằng zero hết rồi, đúng không? Cho nên cái trừ vô cùng ở đây thực ra thì để cho có, nhưng mà mấy em khi mấy em tính mấy em thấy cái này bằng không, thế này bằng không là xong thôi, phải không? Thế này bằng không. Lấy tích phân đi từ không cho đến x của cái hàm PDT thì ra là x bình chia 2. Đơn giản, mấy này dễ phải không? Mà trong cái khoảng 1 phần 2 cho đến 3 phần 2 mấy em cũng lấy tích phân như vậy, lấy tích phân của cái hàm này, nhưng mà phải cộng thêm cái phần mà lấy tích phân đi từ 0 cho đến 1 phần 2. Tức là tao lúc này ta có hai đoạn để lấy tích phân, cứ cộng lại, cứ cứ x mà nó tăng lên thì ta phải có thêm một đoạn nữa để ta lấy tích phân, cộng lại, cộng tất cả những tích phân đó lại thì ra là cái hàm F lớn x nhá. Và cũng như thầy đã nói, nếu em nào khá về hình học thì tất cả những cái biểu thức tích phân này các em có thể tính hoàn toàn. Đây xem như là một bài tập cho các em nha các em. Xem như là một bài tập. Tức là giải theo kiểu lối lấy tích phân. Ta phải thế cận cho đúng. Lấy tích phân cho đúng, thế cận vào các em thấy ra được kết quả, nhưng mà như vậy tính toán nó phức tạp. Nó không phải là phức tạp nhưng nó dài dòng. Và chính cái dài dòng mấy em phải cẩn thận chút. Còn nếu mà làm hình học thì các em kiểm soát, em kiểm soát quá trình, tại vì hình học thì ta đã kiểm soát được quá trình mà, như vậy nó ra nhanh hơn mà chắc chắn hơn nhá. Thì cái phần mà giải hình học thì thầy nhường cho các em suy nghĩ nhá. Như là thầy cũng đã gợi ý của cái ví dụ một rồi, thực ra cái này nó cũng dễ thôi, phải không? Tức là ta cứ chặt khúc cho x nó tăng, chặt khúc tính cái diện tích. Nhưng mà khi mà x mà nó tiến dần sang phải thì ta đừng có lấy những cái diện tích từ trái sang phải, mà ta lấy gì? Ta sử dụng biến cố đối lập, tức là ta lấy cả cái diện tích một ta trừ cho cái diện tích sát về vùng bên phải thì sẽ ra là cái fx ta cần tìm. Đó là cái kỹ thuật. Nó gọi là nháy nháy là cái mánh để mà giải cho nó nhanh nha. Tiếp tục ta tính giá trị này, xác suất giá trị x mà nó rơi từ 5 phần 4 cho đến 7 phần 4 à. Thì như thầy đã nói đây là liên tục, cho nên ta cứ sử dụng ngay ngay cái hàm F, thế cận vào trừ cho nhau là xong. Cận cận sau trừ cận trước là xong. 7 phần 4 trừ cho F 5 phần 4 nhá. F 7 phần 4 trừ F 5 phần 4. Thì ta với 7 phần 4 đó, với 7 phần 4 đó, 7 phần 4, đây 5 phần 4 thì nó, tức là ta thế vào hai cái nhánh, đúng không? Hai cái nhánh này để ta ra được 31 phần 32 và 11 phần 10, 16
Còn nếu mẹ nếu các em không thích, các em có thể lấy phần thẳng luôn đây nè. Đây. Từ 5/4 cho đến 3/2, tại vì 5/4 á, 5/4 nó nhỏ hơn 3/2 mà. Cho nên là thầy sẽ lấy FTDT là 3/4 nè. FT của nó là 3/4. Chính là cái hình chữ nhật thôi, phải không? Hình chữ nhật mà chiều dài sẽ đi, chiều dài là một cạnh 3/4 và cái chiều kia là đi từ 5/4 cho đến 3/2, ta trừ cho nhau phần nhân. À, còn cái nhánh còn lại là 3/2 cho đến 7/4, tại vì 7/4 của ta là lớn hơn 3/2, cho nên là nó phải lấy cái nhánh này, lấy cái nhánh này là mấy em, hai chữ x nè, để các em sẽ thấy vào đây là hai chữ t, dt đi từ 3/2 cho đến 7/4 nha. Em lấy tích phân lên, em cộng hai tích phân đó lại thì nó cũng ra là 9/32. Còn ở đây đó, ở dấu bằng này đó, thì thầy lại dùng công thức Newton Leibniz, rồi thầy lấy f của beta trừ f alpha nha. Thì hai cách tính này đều như nhau, một cái thì mình dùng ngay cái hàm f lớn, cái mình dùng cái hàm f nhỏ là hàm mật độ nha. Thì các em cũng ghi lại một tí ha, ghi lại một tí để các em, để các em kiểm chứng kết quả. Những cái phần tính toán và thầy display ra luôn ra kết quả nhé. Tại vì mình học đại học rồi, mình cũng học như là trung học. Trung học là ta phải tính như thế nào, còn ở đây thì thầy chỉ nêu cái cách tính và mấy em kiểm tra cách tính của thầy, kiểm tra lại. Còn cách tính là mấy em phải biết, nhưng minh họa bằng Excel là mấy em cũng phải có công cụ Excel và thầy chỉ dẫn mà mấy em phải làm thì ta mới gọi là đại học chứ, phải không? Còn không người ta gọi là trung học rồi. Đại học là mấy em phải tự học nhiều hơn. Trong 100% cái bài mà muốn lãnh hội thì thầy chỉ đóng vai trò giới thiệu các em đến 30 hoặc 40, còn lại từ 60 đến 70% các em muốn lãnh hội trọn vẹn cái bài đó, hiểu được tương tận, thì các em phải nỗ lực từ 60 đến 70% để mấy em kiểm tra lại hết những cái kiến thức đó. Chứ đại học thì thầy không có dắt nhiều như là lớp trung học được, từng bước từng chi ly từng tí phải tính như thế nào, tính toán ra làm sao nhá. Mấy cái đó là không còn thấy ở bóng dáng ở trên đại học nữa. Ở trên đại học các em phải tự tính toán, thầy chỉ nói về cái bước tính toán, cái algorithm thuật toán như thế nào mà các em phải tự tính toán. Tự tính toán thì mấy em mới thấy được. Còn học trên đại học mà học theo cái kiểu của lớp trung học thì sẽ không thành công. Tại vì học trên đại học là các em phải nỗ lực rất nhiều, đã mới gọi là học đại học nhé. Rồi, bây giờ mình tiếp tục nào. Sang một cái phần khác gọi là các đặc trưng số. Thì trong xác suất thống kê nó có những cái đặc trưng, đặc trưng về một cái hàm mật độ xác suất như thế nào, rồi cho một cái bảng phân phối xác suất như thế nào, thì có những cái đặc trưng gì chứ, không lẽ chỉ có liệt kê đơn giản một cái bảng hàm mật độ xác suất theo bảng rồi hàm mật độ theo hàm là hết à? Không, nó còn nhiều vấn đề trong đó, và chính những cái vấn đề này nó sẽ gợi mở cho ta nhiều cái vấn đề khác để ta ứng dụng vào cuộc sống, và cuộc sống hàng ngày cũng như là những cái mà bài tập mà các em sẽ gặp trước mặt và để thi. Các đặc trưng số thì đầu tiên ta đến một cái định nghĩa là điểm phân vị. Điểm phân vị là gì các em? Điểm phân vị, median nhá, hay còn gọi là điểm phân tiếng Anh là median nhá. Và cái hàm trong Excel thì gọi là max. Thầy ghi như vậy chứ thực ra đây là nó dính với cái hàm ở trong Excel đó, median nhá. Thì ba cái này là giống nhau thôi, điểm phân vị, median hay max x nhá. Hoành độ, điểm phân vị là một hoành độ xác định một cái xác suất p nào đó. Đây, cụ thể điểm phân vị thường người ta ký hiệu là một cái điểm xp mang cái xác suất của p
xác suất của P là xác suất gì các em? Tức là lấy tất tần tật thì trừ vô cùng cho đến cái điểm XP thì cái diện tích ở bên trái phải bằng P. Có nghĩa là diện tích ở bên trái cho đến khoảng độ XP phải bằng P. Ba cái hình vẽ của nó là như vậy. Đây, diện tích ở bên trái là cái phần đen này các em, cho đến cái khoảng độ XP thì diện tích này phải bằng P. Và ta thấy là đây là hàm FT DT đó, tức là cái hàm mật độ đó, hàm mật độ xác suất đó. Thì đây là ta đã biết là cộng tất tần tật các diện tích này từ trừ vô cùng, thì di con chuột đây nè, trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng bắt buộc nó phải bằng mấy? Bằng 1 phải không các em? Nhớ không? Thì nó cũng giống như là xác suất hệ đầy đủ, tức là cộng tất cả PI nó phải bằng 1. Còn ở đây nó là hàm liên tục. Thầy vẽ lên cái này có nghĩa là luôn luôn người ta dùng những cái hình ảnh của liên tục để ta minh họa cho cả cái rời rạc luôn. Thì đây là FT, FT, FT là hàm mật độ xác suất. Như vậy là cộng tất tần tật giá trị trước nó cho đến XP phải bằng P, có nghĩa là cái diện tích đen phải bằng P nhá. Tí nữa ta sẽ nói cái điểm phân vị của bên rời rạc như thế nào nhá. Bây giờ liên tục, ta lấy ý nghĩa của liên tục, ta làm cái định nghĩa để ta thấy được cái ý nghĩa của nó trước cái đó nhá. Và khi mà P bằng 1 phần 2, cái điểm phân vị lúc này P bằng 1 phần 2 thì lúc đó nó gọi là median. Median các em ạ, đã được ký hiệu là như vậy. X P bằng 1 phần 2 gọi là max X, chính là từ trừ vô cùng cho đến X 1 phần 2 phải bằng một nửa. Có nghĩa là gì? Là cái điểm XP làm sao, tức là X 1 phần 2 làm sao chia tương đối hai cái diện tích hai bên phải bằng nhau. Bên trái XP là phải bằng 1 phần 2, bên phải XP cũng phải bằng 1 phần 2, cho nên nó gọi là điểm trung vị là như vậy. Median là điểm trung vị, có nghĩa là điểm mà chia hai cái xác suất tương đối bằng nhau. Thì đây cũng chính là cái câu nói thầy vừa nói ra, chính là định nghĩa trong cái điểm phân vị, tức là median của biến ngẫu nhiên rồi nhé. Tiếp nào, đối với biến ngẫu nhiên rời rạc, đây thầy vừa mới nói thì trung vị là một giá trị của x mà tại đó xác suất được chia đều một cách tương đối hai bên. Ở đây ta không lấy tích phân như là bên liên tục được, lấy tích phân liên tục thì ta có thể giải cái phương trình này được, đúng không? Ta giải phương trình xanh đây nè, phương trình vàng chứ, phương trình vàng này nè, đây giải phương trình này cho với phải là 1 phần 2, và đây là x, x 1 phần 2 là ẩn số. Ta thế vào đây ta giải phương trình, ta sẽ tìm ra được x, x 1 phần 2 có nghĩa là điểm median của nó. Còn với rời rạc thì ta đâu có lấy tích phân được, ta không lấy tích phân được, cho nên là có những cái điểm mà nó không, những cái điểm x nó không thể nào mà nó chia đều bên này 1 phần 2, bên kia 1 phần 2, đúng không? Tại vì nó là rời rạc, nó có thể nó nằm ở những cái vị trí khác nhau, đâu có nhất thiết là nó phải có một cái đó là giá trị median là giá trị của x đâu. Và như vậy thì đây người ta định nghĩa, lấy cái này làm định nghĩa nhé, lấy cái này làm định nghĩa, tức là chia tương đối đều thôi. Chút xíu ta sẽ thấy thí dụ. Bây giờ thầy định nghĩa luôn cái mod, thầy nói luôn về cái mod của x, đọc là mod của x hay là đọc là mod x nhưng mà viết là mod x nhé. Cái này là hàm, này là hàm, hàm này là hàm ở trong Excel luôn. Excel ta đánh vào chữ mod của cái range trong Excel thì sẽ ra được là cái mod nhé. Được định nghĩa như thế nào các em? Được định nghĩa rất đơn giản, đó là cái giá trị x nào mà xác suất tại đó lớn nhất, sau lớn nhất nhé. Có một thuật ngữ còn gọi là xác suất tin chắc nhất, lớn nhất mà. Xác suất tin chắc nhất là đó là xác suất lớn nhất, thế thôi. Median, vậy là thành lập lại, median là cái điểm hoành độ, cái điểm hoành độ trên cái trục hoành á, phải không? Mà nó chia hai bên đều là một nửa diện tích. Còn nói rời rời rạc thì chia tương đối thôi, chia tương đối đều.
Còn mốt là gì? Là sản xuất lớn nhất. Rồi. Bây giờ ta bắt đầu cho ví dụ nè. Giờ trước tiên ta xét đến rời rạc trước nhé. Biến ngẫu nhiên rời rạc này. Biến ngẫu nhiên rời rạc, nếu mà cho như trên bảng thì lấy lại cái ví dụ này ở trước đó, ở tuần trước đúng không em? Tuần trước đầu tiên đó, tuần trước đúng không? Tuần trước thì lấy lại cái bảng phân phối xác suất của tuần trước, cộng lại nó cũng bằng 1 đây nè các em, cộng lại cũng bằng 1 nè nhá. Bây giờ hỏi gì, tại sao ta có hai cái này? Bây giờ tìm median và tìm mode của nó. Chứ tìm mode là đơn giản nhất rồi. Mode của nó ở đây ta thấy cái nào lớn nhất nào? 20/42 lớn nhất thì mode của nó bằng 2. Nhưng mà median của nó cũng bằng 2. Vì sao vậy các em? Median của nó cũng bằng 2. Như nãy thầy nói là chia tương đối đều. Ở đây có ta chỉ có hai khả năng lấy 1 hoặc 2 thôi. Mà nếu mà lấy 1 thì ta bỏ anh này đi nhá. Bỏ anh này đi. Thì bên này á, bên trái của ta là có 2/42, bên phải của ta 25/42, không có tương đối đều gì cả. Vậy là nó phải là số 2. Số 2 thì sao? Bỏ anh này đi. Thì bên này, bên trái của ta là 17, bên này là 5. Chấp nhận được. Mặc dù là nó hơi chạch nhưng mà vẫn còn tương đối nhá. Tại vì điểm trung vị mà. Điểm trung vị là cái điểm mà nó là ở giữa. Ở giữa thì đây, ở giữa thì nó phải bằng 1/5, nó là ở đây nè các em. Nhưng mà 1/5 ở đây nó đâu có giá trị đâu. Tại vì rời rạc thì ta phải lấy ngay cái điểm nào nó ở trong bảng chứ, phải không? Cho nên là ở đây ta chỉ chọn 1 hoặc 2 này thôi à. 1 thì không được, chia không có đều, không có tương đối đều. 2 tương đối đều, 2 thì chia tương đối đều, đúng không? Đấy. Thì trong trường hợp này thì mét của nó chính là bằng 2. Median tức là điểm trung vị. Bây giờ ta sang đến một cái đặc trưng tiếp theo. Cái đặc trưng này rất quan trọng. Hai cái đặc trưng quan trọng là kỳ vọng toán học và phương sai. Kỳ vọng toán và phương sai nhá. Kỳ vọng toán và phương sai. Kỳ vọng toán là tiếng Anh nó gọi là expectation, nó có hai ký hiệu và còn một ký hiệu nữa, một trường phái khác người ta dùng mean. Mean là trung bình, mean là trung bình. Nhưng mà mean này nó lại mang cái màu sắc có vẻ như là số học quá. Trung bình ta thường nói là trung bình, có nghĩa là lấy một cái số trung bình nào đó, nhưng tổng quát của nó thực sự là expectation, có nghĩa là sự mong đợi về lâu về dài như thế nào về cái sự kiện đó, sự mong đợi về lâu về dài, expectation và ký hiệu. Cho nên ở đây thầy ký hiệu cả ba, ex là expectation viết tắt, còn em là me tiếng Anh, tất cả đều tiếng Anh cả. Cái này là mix này thì là ngôn ngữ của thống kê, ngôn ngữ về sau thống kê ta sẽ dùng cái này nhiều nhất nha. Còn ở đây trong phần sắp xếp thì thầy sẽ dùng nhiều về ex nhiều hơn. Đôi khi cũng bắt gặp một số các công thức thì cũng có ghi là mx nhé. Và ở cái phần này đó, hai phần này thì thầy sẽ hẹn các em sau, bởi vì phần thu hình của thầy đến đây cũng đã hết. Thì như các em biết là bắt đầu ta đụng đến những cái kiến thức khó rồi, kiến thức về toán cao cấp, em phải cố gắng ôn lại. Thầy cũng chỉ nhắc một phần nào đó thôi, còn để mà tường tận thì các em phải tự đọc sách nhé. Tự đọc sách nào cũng được, sách của bên khối kinh tế hay là khối kỹ thuật business hay là khối technology thì các em muốn đọc sách nào cũng được nhé. Đọc để mà mấy em hiểu được mấy phần này hơn. Thì thời gian cũng đã hết. Thì thầy thân ái chào các em và hẹn các em buổi sau cũng vào cái topic này, chuyên đề này.